Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 23 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa giờ Cali. Thì ở Việt Nam bây giờ đã là ngày Chủ nhật ngày 24 tây tháng 10 rồi. Bây giờ ở Cali là sáng nay là có mưa. Thực ra mà nói là mưa ở Cali thuộc sống ở quần Cam. Cũng như là Nam Cali đó thì rất là hiếm. Cali thực sự là không có cái mùa mưa Một năm chỉ mưa vài ngày thôi cho nên đây cũng là một cái ngày hiếm hoi mà chúng ta thì được mưa ở Cali Nhưng mà tình hình á, thì các bạn thấy được là hôm qua thường không có làm video Tình hình là chúng ta thấy giá Bitcoin thì xuống thêm một chút nữa Bây giờ là mức là 61.300 đô và tôi muốn làm một video ngày hôm nay trước hết là cập nhật những cái thông tin với các bạn cũng như là một số những dữ liệu on-chain Chúng ta sẽ nói về Bitcoin, chúng ta sẽ nói về altcoin đặc biệt, chúng ta sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về XRP Chúng ta cũng sẽ nói về đồng Chainlink và một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến tình hình của thị trường Nhưng mà chúng ta thấy đó là hôm qua không có video nhưng mà cũng có đăng một cái video thường làm cho channel của Remitano Thường có đăng ở trên những màn sòi cũng như là đăng ở cái phần cộng đồng nó community ở trên Youtube Nhưng mà nào mà muốn coi video đó, đó liên quan đến phân tích giá BTC và siêu chu kỳ ở trên channel Remitano có thể là bấm vào cái link ở trên những cái màn sồi hay là vào thẳng channel của Remitano thường đó thì uh, trong tuần thuận cũng dành một thời gian để mà làm video cho channel của Remitano đây là một những, những đối tác của thuận Capital mà mời thuận lên để mà làm rất nhiều video cho nên đó, ngày mai cũng vậy ngày mai sẽ không có video trên kênh này nhưng mà thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ video ở trên channel của Remitano thì chúng ta trước hết đó, hãy uh, thấy đó là tình hình là hồi thứ sáu mới đây đây chúng ta thực sự là không thấy thông tin xấu chúng ta thấy được là giá cả có cái sự đi xuống một chút nhưng mà cũng không thấy gọi là điều chỉnh được khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của giá cả đi thuận sẽ chuyển qua thành đến ngày thì các bạn thấy được là từ lúc mà Bitcoin đạt đỉnh đó, đó chính là cái đỉnh gần đây nhất là ngày 20 tây tháng 10 lúc đó Bitcoin đã đạt được tới gần là 67.000 tùy theo sàn có sàn đã đạt được rồi có sàn vẫn chưa thì chúng ta đưa là cho là 67 000 đi thì từ cái mức là 67 000 đó xuống cái mức thấp đó có nghĩa là đây thường nhớ là vài tiếng đồng hồ là khoảng chừng là thường thấy là trên sàn của Coinbase để là dưới 60 000 một chút mà thôi 59 600 trước khi bật ngược cho lên bây giờ mức là 64 200 rồi có nghĩa là Bitcoin đã không chịu xuống dưới 60 000 trong thời gian 3-4 ngày liên tục và tới cái mức thấp nhất của ngày hôm nay đi thì Bitcoin chúng ta sẽ thấy được đó là có cái sự giảm xuống tổng cộng từ cái mức cao đó từ 67.000 tới cái mức là 59.600 đi là xuống khoảng chừng 11%. Thì nếu nói điều chỉnh thì cũng không hẳn tại vì các bạn thấy được là nếu như chúng ta nói tới bịch hồi điều chỉnh thì có thể điều chỉnh thông thường là chúng ta thấy được là khoảng chừng là 18-20% thậm chí điều chỉnh sâu hơn nữa là khoảng chừng 34% Cho nên nếu nói đây là cái đợt điều chỉnh thì cũng không hẳn Có thể nói là chúng ta chỉ thấy những hiện tượng như là giá giảm một chút Và chúng ta thấy được là hiện tượng chốt lời mà thôi Tới cái mức giá hiện tại đó thì từ định chúng ta thấy được là BTC xuống khoảng chừng là 9% mà thôi Chúng ta nếu nói tới cái tin tức đó thì tin tức cũng không có tin tức xấu mà thậm chí cũng có rất nhiều những thông tin tốt trong thời gian hai ngày qua hôm nay là thứ bảy cho nên cũng không có nhiều cái thông tin nhưng mà chúng ta cũng thấy là một những thông tin nổi bật ngày thứ sáu đó đó chính là chúng ta bây giờ đã có một cái quỹ ETF thứ nhì được giao dịch ở trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ đó chính là Valkyrie Bitcoin Futures ETF đây là một cái quỹ thì cũng tương tự như là cái quỹ của ProShare và đã được giao dịch hồi thứ sáu nhưng mà khác một chỗ là lúc mà chúng ta thấy là cái quỹ của ProShare giao dịch ấy, thì giá cả tăng nhưng mà ngày thứ sáu thì đương nhiên giá có cái sự điều chỉnh một chút nhưng thường mới vừa chia sẻ chỉ xuống vài phần trăm mà thôi và cái giá của cổ phần của Valkyrie Bitcoin Futures ở trên sàn chứng khoán đó thì chỉ xuống chỉ có là khoảng chừng 3 phần trăm mà thôi trong cái giờ đầu tiên khi mà họ giao dịch cũng không có coi như là xuống nhiều quá nhưng mà chúng ta thấy đó là sẽ không chỉ có hai cái Bitcoin ETF Future này mà chúng ta sẽ có những cái Bitcoin ETF Futures sẽ tiếp tục được thông qua thường nghe nói là hình như là chúng ta có thêm một cái quỹ Bitcoin Futures ETF à, bắt đầu là ngày thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục để mà chờ đợi thêm thông tin nhưng mà thường nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều cái quỹ tương tự mà nhiều bạn hỏi thường đó, là cái quỹ Bitcoin Futures ETF này đó cái giá đó nó lấy từ đầu nhưng mà Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì tất cả những cái quỹ đầu tư này đó họ sẽ dựa vào cái giá hỗn hợp của hợp đồng ở trên sàn CME, có nghĩa là cái giá của cái quỹ đầu tư ETF này đó, mỗi một, một cổ phần thì nó sẽ đi theo cái giá của hợp đồng tương lai. Cái giá hợp đồng tương lai sẽ cố gắng đi theo cái xu hướng của cái giá spot thực sự. Cho nên các bạn thấy được là cái quỹ ETF này đó nó sẽ khó để mà theo kịp giá của Bitcoin tại vì chúng ta thấy được là nó phải đi theo cái giá của hợp đồng tương lai ở trên sàn CME rồi sau đó chúng ta thấy được là cái giá của hợp đồng tương lai của sàn CMB lại phải đi theo cái giá Bitcoin thường thực sự cho nên nó có một cái khoảng cách vì lý do đó đó các bạn thấy được là có thể là có khả năng và chúng ta thấy là giá Bitcoin tăng nhưng mà cái cổ phần của Valkyrie Bitcoin Futures hay là ProShare Bitcoin Future có thể là không có tăng ngay lập tức mà có một cái sự chi hoãn tại vì lúc nào giá cũng sẽ có một cái sự chi hoãn tại vì nó đi theo cái một cái sản phẩm mà sản phẩm đó đi theo cái giá của Bitcoin có cái sự khoảng cách hy vọng các bạn hiểu cái sự khác biệt này thì có một số bạn hỏi thuận đó là có nên mua cổ phần của Bitcoin Futures ETF trên sàn chứng khoán hay là không Nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mà có thể mà lên trên sàn chứng khoán để mua đó Thì đối với thuận nó không có lý do gì mà một người bình thường lại có cái ý định là đi mua Bitcoin Futures ETF hết Tại vì các bạn có thể tự mua Bitcoin nó sẽ tốt hơn dễ dàng hơn và cái giá nó sẽ hợp lý hơn so với lại các bạn mua một cái sản phẩm mà đi theo một cái sản phẩm khác mà đi theo giá của Bitcoin cho nên thường thì không khuyến khích nếu các bạn nào thích thì có thể là tự đi mua bitcoin future etf nhưng mà thuận nghĩ là mọi người thông thường thì mua bitcoin thật sự nó sẽ dễ dàng hơn và nó hợp lý hơn đó là ý nghĩa của thuận và tại sao chúng ta lại phải có cái quỹ etf này thì các bạn cũng đã biết là bitcoin hiện bây giờ đó ở hoa kỳ thì bitcoin hiện bây giờ ở hoa kỳ đó là không có được coi như là chứng khoán vì lý do đó đó những quỹ đầu tư mà họ đầu tư sau đó là họ bán lại cổ phần cho những người khác đó những quỹ đầu tư mà quỹ thác thì họ sẽ không thể tự đi mua bitcoin được có nhiều bạn thì tiếp tục hỏi thuận là cái sự khác biệt giữa những công ty như là MicroStrategy hay là Tesla tại sao họ mua bitcoin được mà những công ty khác lại không được sự khác biệt là mua để tự lưu trữ hay là mua để bán lại cho người khác nếu các bạn là một công ty đầu tư các bạn mua để các bạn là giữ trong cái quỹ của mình để các bạn quản lý tiền cho người khác thì các bạn cần phải có một cái loại chứng khoán cho nên chúng ta phải cần phải có bitcoin ETF là vì cái lý do đó nếu các bạn mua chỉ đơn giản là giữ trong ngân sách cho công ty riêng của mình thôi thì sẽ không cần phải uh, mua bitcoin ETF mà sẽ được thu mua bitcoin thật sự đó là cái sự khác biệt giữa hai cái vấn đề này Và đây là cái thông tin liên quan tới ETF Tôi biết là chúng ta nói tới về ETF hầu như ngày nào cũng nói Nhiều bạn cũng cảm thấy nhàm chán Nhưng mà thật sự đây là một trong những cái tin tức rất là lớn Mà mọi người đang rất quan tâm đến cho nên thùng phải cập nhật những thông tin mới nhất với các bạn để các bạn có thể nắm được tình hình thì tình hình là như vậy chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều cái quỹ ETF trong thời gian tới đây nhưng mà cái mà chúng ta thực sự muốn đó là có một cái quỹ đầu tư ETF nhưng mà đứng sau lưng đó là Bitcoin thật sự chứ không phải là hợp đồng tương lai của Bitcoin là Bitcoin thật sự chúng ta vẫn đang được chờ duyệt một số những cái quỹ hiện bây giờ là đang ở bên của SEC đó ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ để họ có thể duyệt nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn chưa có thông qua thì tại sao chúng ta lại có cái quỹ đầu tư ETF futures hợp đồng tương lai mà không có quỹ đầu tư ETF dựa theo Bitcoin thật sự mặc dù là sản phẩm futures sản phẩm liên quan đến hợp đồng tương lai nó sẽ có cái sự nguy hiểm cao hơn nếu như mà SEC nói là muốn bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ nhà đầu tư thì tại sao lại cho một cái quỹ future thông qua đây là một câu hỏi mà thường cũng đã từng chia sẻ trước đây với các bạn tại vì các bạn thấy được đó là chủ tịch Gary Gensler của SEC nói đó là cái sản phẩm futures đã được thông qua bởi cái ban quản lý future CFTC đó từ năm 2017 và đây là một sản phẩm đã hoạt động nhiều năm rồi không có vấn đề gì cho nên SEC đó họ chỉ đơn giản đó là muốn có một cái quỹ đầu tư ETF dựa theo sản phẩm đã được quản lý bởi bộ quản lý hợp đồng tương lai, có nghĩa là nếu như là có vấn đề gì đó thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Tại vì họ nói là cái mà họ làm chỉ đơn giản là cho một cái quỹ đầu tư dựa theo một cái loại hợp đồng đã được quản lý bởi một cơ quan khác mà thôi. Nếu như mà họ cho một quỹ đầu tư ETF mà có bị cơ thực sự đó thì cái sự nguy hiểm đối với họ chứ không phải đối với nhà đầu tư. Đối với họ nếu như có vấn đề xảy ra thì sẽ cao hơn. Đây là lý do là tại sao mà họ cho một sản phẩm futures thông qua trước Tiếp tục thì chúng ta thấy được là đối với cái tình hình này đó thì nhìn vào tài liệu mới nhất liên quan tới cái số lượng Bitcoin có lời ở trên Classno thì Classno thống kê đó các bạn cũng đã thấy được là từ cái ngày là ngày 14 tháng 10 đó là chúng ta đã bắt đầu thấy cái đường màu cam này đi vào dù màu đỏ dù màu đỏ này đã bắt đầu là từ 95% có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta thấy cái đường màu vàng này nằm trên dù màu đỏ đó có nghĩa là cái số lượng Bitcoin có lời ở trên blockchain tính theo Classno là hơn 95% Và chúng ta nhìn kỹ lại Các bạn thấy được là ngày 15 tây có tới 99,2% Bitcoin có lời à, Chúng ta thấy được là cái mức cao nhất đó là ngày 19 tây có tới 99,3 Bitcoin có lời được Lúc đó là lúc mà các bạn thấy được giá Bitcoin là bắt đầu áp đảo cái đỉnh cũ là khoảng 64-65 ngàn Nhưng mà sau đó chúng ta thấy được cái hiện tượng đó là cái đường màu vàng này có cái xu hướng đi xuống một chút Và hiện bây giờ đó, ở thời điểm hiện tại là chúng ta thấy đó là tới ngày 22 tây ngày hôm qua thống kê mới nhất cho thấy được là 95% của số lượng Bitcoin ở cái mức là 60.000 đô hiện bây giờ đó là đang có lời có nghĩa là chúng ta thấy đó là hiện tượng là hiện tượng gì hiện tượng này một cái hiện tượng gọi là chốt lời cho nên cái số lượng Bitcoin có lời nó mới giảm xuống như vậy và thực ra chúng ta muốn thấy cái số lượng này rời khỏi cái đường màu đỏ này cái dùng màu đỏ này nếu như mà rời khỏi dùng màu đỏ đó mà xuống tới mức là 85% hay là ít hơn thì sẽ tốt hơn đối với cả thị trường cho nên thường thường hay chia sẻ với các bạn trong thời gian gần đây đó là chúng ta rất là thường hay nhìn vào cái tài liệu này để chúng ta thấy được tình hình như thế nào và thường đã chia sẻ với các bạn từ tuần trước tới bây giờ là chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị cái tâm lý là sẽ có một cái đợt chốt lời tại vì rất nhiều người đã có lời thì các bạn thấy được là mọi người sẽ tiếp tục giữ lợi nhuận của mình cho đến khi nào mà một người nào đó chốt rồi cái giá đi xuống một chút người khác lại thấy như vậy thì thôi mình chốt luôn dẫn tới là nhiều người chốt cùng một lúc dẫn tới là giá đi xuống như này các bạn thấy chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ cho nên tới thời điểm này đơn thuần vẫn nghĩ là chúng ta chỉ đang chứng kiến cái hiện tượng chút lời mà thôi trên thị trường thật ra không có thông tin xấu liên quan tới bitcoin cũng như là crypto nói chung đây là cái tài liệu liên quan tới số lượng bitcoin đang có lời mà thùng muốn chia sẻ với các bạn vẫn còn cao nhưng mà là thấp hơn so với cái mức cách đây vài ngày ngày 19 tây bây giờ chỉ còn có là 95% mà thôi vẫn nằm trên những màu đỏ này nhưng mà đã thấp hơn rồi